Hey, what's up guys, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người một sản phẩm rất là đặc biệt, đó chính là chiếc mắt kính mà mình đang đeo. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều thương hiệu kính như là We Hours of Class Generation này, hoặc là Season, đó là có một thương hiệu bán kính khá là đẹp. Nhưng mà mình lại chọn thương hiệu này thì lý do tại sao thì chúng ta cùng đi vào video nhé. Nhưng mà trước hết thì mọi người hãy nhấn vào nút subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Dạo này mình thấy mọi người bấm hơi ít ấy. Và nếu mọi người có những chủ đề gì thì hãy comment phía bên dưới để mà mình biết mình còn làm nữa. Tại vì dạo này mình hơi bí ý tưởng rồi đấy. Quay trở lại với chủ đề Riverbone là thương hiệu kính mà mình chọn để mà sử dụng. Tiên chúng ta sẽ nói qua về nắp hộp. Và nắp hộp của chúng ta thì có logo và tên thương hiệu của Riverbone nằm ở đây, và làm với họa tiết shiny làm bóng lên, nhìn cho nó nổi bật logo thương hiệu và tên. Và chiếc hộp này là nắp rời. Bên trong hộp thì mình có khăn để lau kính và một cái túi vải. Trong cái túi vải thì mình có tên thương hiệu và logo của Riverbone luôn. Về chất lượng của cái hộp này thì mình cảm thấy cũng khá là basic và low key thôi. Thì đi đến với nhân vật chính của chúng ta, thì chiếc mắt kính này mang tên là Low Risk, và với màu sắc chủ đạo của nó là màu xanh ngọc bích. Lúc đầu thì mình cũng phân vân là không biết có nên chọn không, tại vì mình sợ rằng là khi đeo lên thì sẽ không hợp với mặt của mình ấy. Nhưng mà khi mà mình mua, mình đeo, mình sử dụng thời gian thì mình thấy rằng là chỉ khi nào đi ra nắng thì nó mới hiện rõ cái màu xanh của nó lên. Còn nếu mà chúng ta ở trong tối và ở những nơi mà có đèn thì nó hiện ra cái màu sắc mang tông tối là màu xanh đen. Nó cũng hao hao với cái màu đen. Và mọi người thấy ở đây mình cầm mình chia sẻ với mọi người thì nhìn gần như là màu đen và màu xanh, kiểu chỉ hơi xanh xanh một tí thôi ấy. Và cái lý do chính mà mình chọn chiếc kính này để sử dụng đó chính là cái họa tiết của chiếc kính này. Thì họa tiết của chiếc kính này lấy cảm hứng từ loài hoa nguyệt quế, là loài hoa mà tôn vinh lên cái sự chiến thắng vinh quang. Cái này là phần thông tin mình học lỏm thôi. Và cái điểm đặc biệt của cái họa tiết này là được làm bằng bạc 925. Bạc 925 ở đây có nghĩa là 92.5% là chất liệu bạc, còn 7.5% còn lại là các hợp kim khác. Mình có tham khảo ở trên Instagram của Riverbone thì thấy được rằng chiếc kính trong năm 2019-2020 nó đã được nâng cấp lên một chút, tăng thêm cái độ cứng cáp và độ bền của chiếc kính này. Mọi người có thể thấy thì ở bên trong chiếc gọng kính đây, thì mọi người có thể thấy ở bên trong cái gọng kính là chúng ta có một thanh kim loại để gia cố thêm cái độ chắc chắn cho phần gọng kính. Và chiếc kính này với chất liệu bạc và hoàn toàn được làm handmade. Ở phía góc bên đây của chúng ta mình thấy nó ghi dòng chữ handmade. Ở phía bên trái chúng ta có thông tin của chiếc kính. Và cũng vì chiếc kính này có chất liệu bạc cho nên là giá thành của nó hơi cao, với khoảng 100 đô Mỹ một chiếc kính, là tầm khoảng 2.4 triệu một chiếc kính. Nhưng mà may mắn là mình đã mua chiếc kính này on sale cho nên là nó rẻ hơn được một chút. Còn bây giờ sẽ đến phần so sánh chất lượng kính của Riverbone và GAM Gentle Monster. Thì đây sẽ là trải nghiệm và đánh giá của bản thân mình. Còn mọi người mua, mọi người sử dụng thì sẽ có đánh giá khác. Thì đầu tiên là về hình thức, chất lượng của chiếc kính Low Risk này hoàn toàn tương đồng với chiếc kính Southside của GM. Đây là một điều mình không thể phủ nhận. Nhưng mà lý do mình mua chiếc kính này thì có lẽ mình đã nói ở trên rồi. Và chiếc Low Risk này nặng hơn White 2 một chút. Khi mà mình đeo thì Low Risk nó ôm chặt phần thái dương của mình hơn so với chiếc GM White 2. Và đây là hai điểm trừ duy nhất trên chiếc mắt kính Low Risk này, thì bởi vì có họa tiết bạc cho nên là làm nặng chiếc kính hơn một tí. Đeo vô thì ôm chặt phần thái dương của mình, cho nên là phần sau mũi của mình nó hay có vết hằn ở đây. Nhưng mà dù sao thì đây cũng không phải là một điểm trừ quá lớn, bởi vì có thể là do đầu mình hơi to, và nếu mà chúng ta muốn sang trọng hơn, thêm trang sức một chút, chịu nặng hơn một tí có lẽ cũng không sao. Mà nếu mà có đeo một thời gian thì có lẽ sẽ quen thôi. Còn về độ bền thì có lẽ mình nhận xét là 1.8-1.10 thì phải. Tổng kết lại về chiếc kính này, thứ nhất là nó có trang sức bạc làm tăng cái sự sang trọng của chiếc kính này lên. Thứ hai là vì chiếc kính này gọng nó to cho nên là khi mình đeo thì mặt mình sẽ không bị béo, tại vì mặt mình nhìn nó khá là béo ấy, trên đeo vô nhìn nó đỡ một chút, nó cân bằng cái mặt của mình hơn. Bình thường mình sử dụng chiếc mắt kính cũ thì mình thấy nó khá là nhỏ và cái phần tròng ở đây nó không có được to như thế này. Việc sử dụng chiếc kính này mình cảm thấy khá là ok. Đây cũng là một cái điểm khá là mới để cho mình thay đổi về cái bộ mặt của mình. Link của chiếc kính này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Vì đây là lần đầu tiên sử dụng kính của một thương hiệu Việt Nam cho nên đây là chia sẻ cá nhân của mình. Còn nếu mà mọi người đã sử dụng qua các thương hiệu khác thì hãy chia sẻ dưới phần comment đó. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ở trong video ngày hôm nay. Và nếu mọi người thấy video này thì hãy like, share và đặc biệt là hãy nhấn vào nút subscribe để ủng hộ cho mình. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem đến cuối cái video này và chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Chúc mừng năm mới mọi người. Peace out guys.